xót xa bé gái 2 tuổi tử vong khi tắm trong bể phao mini tại nhà. Người thân bơm nước vào bể phao bơm hơi mini ở nhà cho bé gái 2 tuổi tắm thì không may bé bị đuối nước. Chiều ngày 19 tháng 4, ông Nguyễn Sĩ Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn Bản Tằng, xã Châu Hội vừa xảy ra sự việc thương tâm, bé gái 2 tuổi đuối nước tử vong. Được biết, hôm qua bé T 2 tuổi trú tại Bản Tằng, xã Châu Hội, ở nhà cùng với ông bà nội. Đến gần trưa, trời tiết nắng nóng, người thân bơm nước vào bể bơi mini ở nhà cho bé tắm mát giải nhiệt. Quá trình bé tắm vui chơi trong bể mini không may bị đuối nước. Khi bà nội và mọi người phát hiện bé T đuối nước thì đã muộn. Gia đình của bé T thuộc diện khó khăn, bố và mẹ của bé T vừa đi ra Hải Phòng tìm việc làm ban ngày nay thì không may chuyện đau lòng đã xảy ra với gia đình. Cán bộ chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chung tay giúp đỡ người thân lo hậu sự cho bé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.